Hello, xin chào các bạn. Cảm ơn các bạn đã quay trở lại với clip tiếp theo của mình nhá. Tiếp tục series trò chơi thì hôm nay chúng tôi sẽ chơi đua thuyền thao này đồng đội nhá, giữa đội già và đội trẻ các bạn ơi. Map chơi đây thì chúng tôi sẽ xuất phát từ đây, chúng tôi sang cái tường bên kia rồi quay lại lật được ba chai nước này xong rồi đồng đội mấy được đi tiếp nhá. Đội nào mà về đích trước sẽ là đội chiến thắng, và đội chiến thắng sẽ nhận 1 triệu đồng và đội thua cuộc sẽ bị chịu phạt các bạn ơi. Chở cái người chiến thắng ở đây rồi đi mò, bao giờ mỗi người được một con trai thôi nhá các bạn. Okay. Nhá. Vừa mò vừa hát chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Ok chưa? Ok. Rồi. Mình đi mò sẵn nhưng mình đi chưa? Sợ gì em ơi, mình mạnh sợ nhéo gì. Được bạn ơi. Thì các bạn biết cái clip đua thuyền này, yếu thì anh em tôi là hai thằng gà mò trong cái vấn đề đua thuyền này các bạn ơi. Nhưng hôm nay thử thách này bằng thau này, anh em tôi sẽ cố gắng chiến thắng để cho đội già mò trai nhé. Chưa biết mèo nào ăn mèo nào đâu các bạn nhá. Cắn chặt. Bác ngoài đây. À. Cháu nghĩ không trò nào mà bác cháu mình lợi thế hơn trò này đâu. Đó mà đó. Nhìn trò nào mình chẳng lợi thế mà mình chơi không. Thật à? Thật thế. Ờ các bạn ơi, thì hôm nay tôi với bác Quản nhất định sẽ cho hai thằng trẻ kia là hát chưa có hôm nào đẹp như hôm nay nhá các bạn nhá. Ok. Đội tôi thì tôi sẽ là người xuất phát trước nhá, bác Quản giữ thao. Thì nếu mà mọi người mà đi mà ngập dứa đấy là phải quay là về lại và xuất phát nhá. Tóm lại là cứ chìm thuyền là quay lại. Chỗ này lợi thế anh con nhẹ cân nhất. Rồi sẵn sàng chưa? Ngồi phải cắm hàng trước ấy, từ từ đều cân nào. Bắt đầu. Rồi. Bạn này Hiếu nó nhanh, không phải đơn giản đâu. Anh Hiếu cũng nhẹ mà. Rồi. Hiện tại là bây giờ anh Hiếu đang dẫn anh cô rồi. Ngoài đây, hả? Anh có nhận xét gì về trình độ bơi của anh Côn? Các bạn ơi, tôi thì thật sự là đôi khi Côn đã là gánh nặng các bạn. Cứ nói phét thế từ giờ có biết bơi đâu này. Đuổi giờ đuổi ra thằng Hiếu cách 1 mét bên kia thì làm gì có cơ hội gì. Các bạn ơi, tôi đã chạm mặt tường nhá. Ngồi trên thau, bắt đầu lật mấy tay. Anh Hiếu ơi, lấn luôn sân bên này là. Cô thế đã chia, chân chia, bắt chia phô mê. À không cả. Tay làm được. Anh Hiếu ơi. Rồi. Rồi, anh Hoàng đi ra. Rồi, các bạn ơi. Cứ lật được 3 chai mấy ấy thì em. Phòng anh nước về đây. Rồi. Tốt. Rồi, tốt. Rồi, ta lại ít nước ấy. Cho mình đấy cho. Tự anh rót. Rồi, bây giờ vẫn đang gây cấn. Anh Hiếu được 1 chai, Côn được 1 chai. Côn lật chai này đi. Rồi, gọi lật chai đấy, chai đấy. Chai này thì hơi đấy, ít ý, nước được nữa. Là được, cứ lật 3 lên tay. Cho ban tổ chức chuẩn bị hơi tổ tài các bạn. Rồi, 2 chai. Anh Hiếu được 2 chai rồi. Tốt, 2 chai. Anh Côn 2 chai. Anh Côn 2 chai. Ngồi vợ nam đánh trước một tí. Rồi bây giờ còn xem anh Côn đặt chai cuối cùng nữa. Ngồi nào này trước chân hẳn cho hẳn bùi về anh Trương nữa. Các bạn đấy chưa thế? Rồi. Anh Côn mãi vẫn chưa nhưng phòng đã đi rồi. 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 Tốt. Thôi cười cười. Tốt. Cơ hội để chiến thắng mà. Con vào chưa? Hôm nay. Cứ từ từ thôi. Yeah! Chơi không có chơi được. Tiếp tục không? Cho em chơi không?
Em ơi, em phòng đi chứ em ơi. Thì chúng tôi sẽ chơi 3 lần nhá các bạn nhá, 3 lần thắng 2. Rồi các bạn ơi, anh em Ngọt. Từ từ thôi, đẩy em người lên, ngứa đằng trước nó giật. Đẩy cho nó cân ngứa lên. Người nào ngứa lên trước. Đấy. Không bãi được phòng rồi. Chỗ này bảo tôi không biết chơi đâu mà. Bãi! Không! Tôi không! Cho mày chơi luôn thật! Bác gọi lên! Bãi! Không! Thôi các bạn ơi! Cho mày chơi luôn thật! Như vậy là... tôi đang phải đến đây nhá! Em phải cho người hẳn lên đằng trước này! Em phải cho người hẳn lên đằng trước này! Không phải, phòng nó lặng, nó dí người đằng trước thì là đằng trước nó lại trốn. Bác ngoài đừng để chim ra cho anh Hiếu chơi rồi, để chim là không kịp đâu. Anh Hiếu ơi. Nhưng mà không sao, chúng tôi chơi 3 lần thắng 2 mà các bạn ơi. Anh Hiếu ơi, giả vào đi qua hất nước vào hả? Bác ngoài đây lẽ ra đằng Hiếu là nó trên ra đấy. Không sao các bạn ơi, lần này mới là vòng đầu tiên các bạn ạ. Vòng này thì chúng tôi nhân nhượng cho đi hộ, vòng sau là không nhân nhượng đi hộ nhá. Thế là vòng sau đi kiểu gì? Thôi các bạn ơi, coi như chấp bên kia một vòng. Được rồi, buồn cười quá các bạn. Vòng ơi, tại em nhá, băng ngoản có nhẹ hơn, yên lặng hơn, nhẹ hơn em bao nhiêu đâu. Người ngắn. Ê, anh ngồi đây, anh lại ngồi tiếp để cho anh Hiếu, cho anh Hiếu ngã. Thôi mình chơi đẹp, mình chơi gì, chơi thế được chưa? Cứ ngồi chân là đi từ từ là được. Rồi lại 1-0. Làm gì phải làm chai nước nữa mà trả ra 1-0 này. Bây giờ có dám chơi này, bây giờ biết em yếu như thế rồi, bây giờ có dám cho Hiếu cho một mình chơi không? Rồi các bạn ơi. Rồi, biết em yếu rồi. Rồi xuất phát đều, tôi thoải mái. Thoải mái. Bên tôi là tôi, cái trò này bên tôi không chơi được các bạn. Rồi. Người rồi, tôi dài là tôi nặng. Em ơi, giờ là bên em cử người đại diện rồi. Thế là coi như vòng đấy là bỏ nhá, thì vẫn chơi 3 vòng thắng 2. Rồi, sau lần đầu tiên tôi sẽ đi. Bây giờ chơi người đại diện đi, okay. Một người làm chai nước và một người chơi. Mày nhìn thằng nào đi thấy chuẩn. Không phải lần. Không thằng nào đi là mấy lần. Bác ngoài cứ đi vòng đi. Cháu đi vòng 2, không phải lần gì. Đây tại phòng yếu quá các bạn ạ. Bây giờ chơi thì lại không cân các bạn ơi. Đâu cần tại em nè, băng ngoài có thua em bao nhiêu ký đâu mà. Nhưng mà người dài hơn lâu lâu là ngoằng ngồi. Ngồi quanh chân nó là ngoằng này. Chủ yếu là ngồi cân à, rồi. Được chưa? Rồi. Băng ngoài lại đừng vội, vội là chìm đấy. Không phải vội làm gì. Chéo sang hả? Chéo sang bên kia hả? Chơi chơi, nó anh đây. Anh chơi. Rồi, cố lên, bác ngoại đây, bác ngoại ăn tan rồi, rồi về đi, đi về đi. Bác ngoại đây, thôi mình thích vẫn kịp, đi về nó còn tật tay nữa mà. Lại đáng chơi mới đội một điệu, một đường mới được, Hiếu toàn chơi tạt ngang sàn các bạn ơi. Này, bạn thấy bác ngoại tạt sang ấy. Mày Hiếu tạt mày. Rồi, không sao. Thôi, bọn nó đi nhá. Đẩy dịch lên. Các bạn bác ngoại chân ngắn mà ngồi lực lọt hỏng cái này. Tôi chân già nó quanh ra. Rồi anh Hiếu lại chìm nơi. Hiếu em vào bờ lấy làm gì? Chìm. Tốt. Anh ơi đi vòng đi. Mình lượt mình thắng rồi này mình đi vòng ra. Mình đừng là gần nó ngọt. Phải đi thật từ từ. Bác ngoài chắc hoảng rồi, nhìn cái kia là chắc hoảng rồi. Bắn lao được, đi từ từ bắn lao được. Hiếu đầy nước thau này. Đi được vẫn đi tốt, anh cố gắng về thôi, đừng để đi lại. Hiếu từ từ đi vẫn đi được. Đi lại ăn cứt đấy. Chạm tường rồi quay lại. Vẫn kịp bình thường. Cố gắng đừng để nước vào, cố lên. Quan trọng là rồi là chai nước à. Là chai nước người phụ lật được hả? Không em ơi, khiếp em đã không chơi được, đã cho một mình Hiếu cân rồi.
ngồi phải ngồi trên chẳng nhẽ đồng đội không làm được cái gì. Em làm được gì ra rồi em đi đi. Em cứ bảo cân nặng hơn, chân em dài hơn không ngồi được. Có bao nhiêu rồi, băng ngoài đây vẫn kịp băng ngoài đây. Và quan trọng là chai nước. Nhưng mà băng ngoài cũng không mạnh là chai nước lắm các bạn ạ. Đó, các bạn mới đầu Hiếu bảo không chơi được. Đó, quan trọng Hiếu là chai nước. Đó, rồi đấy. Tốt, một chai. Đó, ok. Tập Hiếu chưa đi. Tập không đùa đâu đó, hai chai được rồi. Chấp 12. Đó các bạn ơi, Hiếu thật trước hai chai rồi. Chấp 12. Tốt, đi luôn. Xong rồi. Chấp 12. Ôi các bạn ơi, vậy là một câu nhé các bạn nhá. Một câu nhỉ? Em chơi bài em ra đi chơi chơi tất tất tập rồi. Rồi rồi rồi, ok. Giờ nếu mày chơi đồng đội thì mày đi luôn cả. Chơi đất chân trật. Đã chơi chấp thế rồi lại còn sau lại này. Đâu tưởng thêm một vòng nữa không quay lại. Không, rồi. Rồi. Các bạn ơi, 1-0 nhá. Vậy là 1-0 rồi. Rồi. Rồi, lên lên. Hiếu ơi, mẹ có cần nghỉ mệt không? Không lại bảo chốc lại bảo mệt. Mà mình em cân 2 sợ gì? Mạnh rồi, anh mạnh rồi. Sợ rồi sao? Được chưa? Anh bảo thấy vững chưa? Rồi. Rồi, cho ngồi dịch về sức tí đi. Bạn nào đây? Được chưa? Vòng 2 nhé bạn nhá. Ngọt tỉnh đấy, đã du côn một đoạn vòng 2 là du em. Chốc du, quan trọng là đi này. Nó về phải đặt chai nước nữa cơ mà. Rồi, ok. Hiện tại là anh Côn đang dẫn anh Hiếu cách khoảng tầm nửa mét. Mình phải thử cái hai hình trước. Rồi. Cuộc đua này có vẻ nếu mà đua này liền 3 vòng là anh Hiếu có vẻ mệt đấy. Mệt tí, có đôi tay thôi mà cũng mệt nhiều. Em này cũng mất sức. Như vậy là cả hai là cũng ngang nhau. Anh Côn vẫn dẫn trước tầm nửa mét. Rồi. Anh Hiếu quay lại luôn rồi. Anh Côn có vẻ sóng sánh lắm. Mình đấy không phải sóng sánh đâu, về nó lật chai nước không phải đối thủ mình đâu. Hiếu là chẹt đường rồi. Tốt. Mình mà lật chai nước ăn này là bên già thu luôn đấy. Tay đang khó khăn rồi. Anh có bao giờ chơi đéo đâu mà. Ôi, quan trọng về lật chai nước anh ơi, cứ đi cố gắng về luôn. Trời ơi, con này trọng quá. Không sao anh ơi. Anh Côn đang cách 1 mét và lật nhanh được chai nước thì thắng. Như nhau thôi mà, lật được một chai trước thôi trượt. Ok. Cứ bình tĩnh. Rồi, anh Côn 1 chai, 2 chai, anh Hiếu được 1 chai. Rồi, ai được. Rồi, yeah. Một mình em cân hai của anh ấy. Em ơi, đấy là các bạn ơi, tại chúng tôi, các bạn bảo là tại mình rồi, nhân nhượng với đối thủ quá. Còn nó cứ là không chơi được, thế nào lại phải ấy. Không đi được thì đi mấy lần các bạn biết rồi. Tôi không hiểu ông phòng ở đây để gì ấy. Phòng cái trò này nó tốt quá các bạn, tôi phải gánh nó các bạn ơi. Rất gì, các bạn là bên kia biết tôi hay thương người quá bác ngoài đây. Không đi được cái là đá giả vờ. Đá giả vờ chìm rồi để một mình cấp Hiếu. Thôi được rồi, không sao các bạn ơi, đấy là tại mình ngu thôi bác ngoài đây. Thôi bây giờ chúng tôi sẽ đi mò ốc nhá. Còn mò ốc vừa làm cái gì nhỉ? Một chai nhưng mà làm cái gì cơ? Làm cái gì? Hát đâu? Chưa có hôm nào đẹp như hôm nay. Em ơi, không phải mò chai không. Mà là vừa nãy Côn mà có người ngồi trên. Ngồi đi chơi. Rồi, ngồi đi chơi. Rồi. Không. Mỗi người bắt ngồi ra. Được ngồi. Ba rốt lại gần. Ba. Em ơi, thằng phòng thì ăn một cái lúa. Ba. Riêng mà đổ ấy, bắt quay về vị trí đầu rồi đấy. Quay lại vào tiếp đấy. Các bạn ơi, cứ cẩn thận là đổ là anh Côn nói ấy đấy, đổ là phải quay như nào. Anh bảo luật đấy, đổ là phải như đổ nào. Đổ quay như nào nói đây. Mày tự đổ ra đấy được rồi. Ai tự đổ thì bắt cân đi. Bắt giữ mà.
Thằng này đéo biết ngồi cơ. Ngồi dịch về trước. Thế, rồi tốt. Con về sau hơi bành rồi. Cho dịch về trước nữa đi. Chân ấy lên đấy. Thế, đúng rồi, đúng rồi. Thẳng người lên em ạ. Thẳng người lên thì đúng nó mới đều. Ôi, các bạn ơi, giờ đến bao giờ mới mò được con trai các bạn ơi. Chưa. Hát cho các sếp nghe nhanh lên. Hát nhanh. Các sếp ở trên hát chưa? Hát chưa? Chưa có hôm nào đẹp ngoài hát hôm nay. Hôm nào ấy. Em ơi, em ơi, cái gì? Hát nào, bài, bài đó là bài nào? Bài như nào, hát như nào? Tưởng mỗi câu đấy đâu, chưa có hôm nào bác chưa đẹp. Bác hát cái câu đấy đâu. Ôi em ơi. Em ơi. Bác hát có phải đưa ma đâu? Hát đi. Sai đâu là vì con trai. Bác cứ phải mò đi. Mò đi. Phải mò chứ, bao giờ được một con trai thì thôi. Không, các bạn ạ, các bạn có công nhận là tôi quá nhân nhượng với đối thủ không? Sai lầm bác ngoại ạ. Đó là lần sau nó không nhân nhượng nữa nha. Các bạn này, hai thằng già này cứ nghĩ mình mạnh như thằng già rốt các bạn ơi. Rốt lắm, hai già rốt thật các bạn. Các bạn bao giờ mới từ mò nó được không? Này các bạn ơi, chân dung camera cái là mẹ đây. Máy quay nguy hiểm quá các bạn ơi. Cá cơm cả điện thoại của mình rồi. Em ơi, em giờ điện thoại của em chống nước à? Ôi ở đây cái điện thoại đây. Ồ. Rồi, các bạn ơi. Cái chân camera này không làm gì được nào. May tôi đứng ở trên bờ tôi chạy ra kịp. Ôi quả này xước cả chân luôn. Ừ, xước mà, em điện thoại hỏng ơi. Các bạn có điện thoại hỏng nữa cơ. Hát đi. Hát đi, tập trung vào chuyên môn đi. Chúng ta sẽ hôm nay. Anh cô đây, anh bảo đồng đội anh đi mà em ạ. Bác ngoại đã được một quân rồi à? Ờ, các bạn ơi. Rồi, bác ngoại đã được một quân rồi. Nhưng mà tôi được một quân chưa? Ờ, các bạn ơi. Chó về bờ. Chào về bờ, chào về bờ. Tôi về bờ trước các bạn nhé, bác quản trong nhiệm vụ rồi. Hả? Tôi được luôn rồi. Rồi tốt. Wow, các bạn ơi. Oh. Trời rồi. Rồi các bạn ơi. Vậy là chúng tôi đã xong clip đã chịu phạt. Đói bà nói. Các bạn ơi, anh tới này, tôi nói thật, anh tới không làm được gì cho đời mà. Thế. Mình bảo caramel không bị ướt rồi. Này đây, đục con chắn cái bụi sắn như thế này, người to như con tịnh kia, đục con đi nghiêng cũng thế nào là tốm gai ngao. Ui đùa chứ sao này. Đấy, đấy cái thằng trẻ con nó còn nói cái gì. Về bờ, về bờ, về bờ, về bờ. Các bạn ơi sướng thế các bạn ơi, hôm nay hạ chụp tay ông này đốt thật các bạn, là chai nước tôi chấp tay ông này đúng không các bạn. À, các bạn ơi, thật sự là tưởng là ăn chắc rồi. Hiếu, ăn chắc nếu không. Bác ngoại tới là Hiếu cuộc thi nào nó không biết chơi, nó không lấy ông tặng. Đọc để giả vờ không biết chơi để mà thương hại. Người ta nếu mà tôi vào chơi thì thua, bên tôi thua chắc. Nếu mà tôi đảm bảo, nếu tôi chơi là tôi thua. Nếu mà phòng chơi là bên tôi thua. Là bên tôi không cần thi được về. Em cứ từ từ, nó không vội là đi không được. Từ. Làm gì, người nó lặng dài, chân cứ để thòng trước rồi. Mình không giữ được thăng bằng. Ôi các bạn ơi, vậy là chịu phạt, chúng tôi đã chịu phạt rồi nhá. Thì clip của tôi đến đây là kết thúc nhá. Các bạn thấy clip hay được, các bạn chia sẻ clip cho mọi người khác cùng xem nhá. Các bạn thích tôi làm cái gì, các bạn bình luận phía dưới nhá. Rồi một lần nữa cảm ơn các bạn đã xem video, bye bye.